Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Để nói đầu tiên, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, con chuột được chọn và đại diện tiên phong dẫn đầu. Bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Trong tháng 8 khẳng định sẽ chính là thời điểm cực kỳ thành công của bạn. Chắc chắn những người tuổi chuột sẽ nhận được những thành quả như ý. Về mặt kinh tế tốt, tuổi Tý là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì. Cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ chịu khó thì trong tháng 8 âm lịch này không những tiền đầy túi mà công danh sự nghiệp cũng vất lên như diều gặp gió. Xin mời tất cả quý vị theo dõi để nắm bắt được vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Tý trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc làm ăn của các gia chủ tuổi Tý trong tháng này tương đối tốt, mọi sự đều hanh thông, có nhiều thuận thành và dễ đạt được kết quả như ý, chủ về thăng tiến trong công việc, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngần ngại mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà, mà do tư duy thay đổi, đổi mới để phát triển. Tháng này cũng thích hợp cho những người có ý định khởi nghiệp. Với người làm ăn kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của cát tinh, đương số có được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 8 năm 2022, về phương diện tài lộc của những người tuổi Tý có nhiều khởi sắc, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán, tăng nguồn thu phụ. Đây chính là thời điểm lý tưởng để gia chủ cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Có điều cần hết sức lưu ý, vận trình có khúc quanh co. Có thời điểm vận khí xấu tác động không thích hợp cho đầu cơ lướt sóng ngắn hạn bởi rủi ro vẫn rất cao. Phù hợp nhất vẫn là lựa chọn hạng mục chung và dài hạn. Cần không quá tham lam thì ắt có tiền chảy vào túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe của những người tuổi Tý trong tháng này khá tốt, không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Có ốm đau cũng gặp thầy gặp thuốc dễ chữa khỏi. Có điều cần lưu ý tác động của tử phù hung tinh khiến bệnh cũ dễ tái phát. Một khi đã phát bệnh trở lại, khó có thể là không đụng chạm giang kéo. Nhưng yên tâm, kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Tử vi tuổi Tý tháng này báo có điểm báo họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Đương số nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã chấn thương, đi xa cẩn thận đường sông nước. Các quý vị gia chủ tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này các tinh báo tin gia đạo có tin vui đưa tới như thêm người, thêm của, thêm con, thêm cháu. Tình cảm gia đình hài hòa, ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Tử vi tuổi Tý còn cho thấy rằng nam nữ độc thân, vượng đào hoa, gặp gỡ làm quen với nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến, khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới yêu đương, hẹn hò lãng mạn. Tử vi từng tuổi Tý trong tháng 8 âm lịch năm 2022, tuổi Bính Tý sinh năm 1996.
Con đường học tập sự nghiệp của những người sinh năm 1996 nhìn chung thuận lợi, bạn xác định được mục tiêu chính của mình. Dù đôi khi có gặp phải trắc trở, nhưng nhờ tinh thần tích cực chủ động bạn hoàn toàn có thể giải quyết thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng, bạn biết được sức quyến rũ của mình nằm ở đâu nên dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người khác phái. Tuy nhiên, nên có chừng mực trong chuyện tình cảm, chớ để việc này gây ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính của mình. Bản mệnh nên chú ý sinh hoạt khoa học, không nên nghĩ vì mình còn trẻ mà thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Nếu quá buông thả bản thân, bạn dễ gây ra những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình về lâu về dài. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Sự nghiệp của những người tuổi Tý sinh năm 1984 tổng thể phát triển ổn định, bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của ai. Ngoài ra làm việc gì bạn cũng cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành chiếm đoạt của người khác nếu không dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của người tuổi này về cơ bản hài hòa. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Người tuổi Tý sinh năm 1972 gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm được những phương pháp chữa trị phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong năm nay. Tuy tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định, có thể tính chuyện lâu dài. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960, bước sang tháng 8 năm 2022, người tuổi Tý sinh năm 1960 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu dựa vào sự chăm chỉ, nỗ lực, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần tránh xa những điều cám dỗ ở bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, đi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí là cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức, tổn hại đến sức khỏe. Tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Tháng này bản mệnh không có quá nhiều may mắn, công việc của bản thân gặp một số vấn đề rắc rối biến động, thời tiết thay đổi khiến sức khỏe giảm sút. Thời gian này bạn luôn gặp những rắc rối với người bạn đời, người thân của mình, mâu thuẫn xuất phát ngay từ những lý do rất nhỏ nhặt khiến bạn mệt mỏi, nên đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận, thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm, đại dịch thổ, tháng Dậu, lục hợp thìn, tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Tý trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 8 năm 2022, tức ngày 2 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp, mậu ngọ, có nạp âm, thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 8 năm 2022, tức ngày 14 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp, canh ngọ, có nạp âm, lộ bàng thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tý trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 8 năm 2022, tức ngày 28 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Sửu, có nạp âm Tang Tráng Mộc. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 8 năm 2022, tức ngày 9 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Sửu, có nạp âm Hải Trung Kim.
ngày âm lịch ngày 26 tháng 8 năm 2022, tức ngày 21 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tinh Sửu, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi tuổi Tý trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này nếu như mà chúng ta có được những cái dự đoán không mấy tốt đẹp, mà hãy vững bước và tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn, mến chào và hẹn gặp lại.